người mà nhiếp tâm ở trên tứ niệm xứ mà không có điện khởi ra, lúc nào cũng tỉnh thức cảm nhận toàn thân, thì người đó sẽ tiếp tục kéo dài cái thời gian lần lượt từ 5 phút, 10 phút, 20 phút, 1 giờ, 2 giờ cho đến 12 tiếng đồng hồ, thì người đó hoàn tất được con đường tu của mình. Lúc bây giờ tâm thanh tịnh hoàn toàn, cho nên chúng ta phân biệt được hai cái lớp học của chánh tư duy này. Thì hầu như là cái lớp học chánh tư duy này đã chia làm hai phần. Một phần ở trên cái đặt tướng cao, nghĩa là đi đến cái cứu cánh dễ dàng. Còn cái phần thấp thì chúng ta áp dụng vào cái lớp chánh kiến mà chúng ta đã học được bằng cái tư duy của chúng ta để viết thành những cái bài để xả tâm. Thì thấy cái trình độ của mình ở cái tầm bốc nào thì mình nên tu ở tầm bốc đó. Cho nên nó tuy là một cái lớp chánh tư duy để chúng ta xả tâm, nhưng mà bên kia thì nó từ cái chỗ mà chánh tư duy ở trên thân của chúng ta thì chúng ta là nhiếp phục được tham ô liền. Còn chúng ta nhiếp phục không được tham ô, cho nên nó có niệm, có hồn trầm thị niệm, nó có những chướng ngại nó xảy ra ở trên thân của chúng ta, thì chúng ta sẽ dùng các pháp mà chúng ta đã học được, chúng ta để lui. Đương nhiên xem nó như chúng ta đang tu tứ chánh cần, chứ trên tứ niệm xứ, chứ không phải là tu tứ niệm xứ. Nhưng mà mình vẫn tập quán trên tứ niệm xứ, nhớ như vậy mới biết được cái phân cái lớp của mình tu ở cái lớp nào. Chứ đâu nếu không khéo rồi tu nhiếp hoài mà sao không được, cứ có vọng tưởng hoài như thế này tôi làm sao. Mà hãy cố gắng nhiều thì mình bị ức chế ở trong cái hơi thở, hoặc ức chế trên cái thân của mình, mình tập trung cao để mình ức chế thì nó lại sinh bệnh, nó thành không được. Cho nên quan sát cái điều này kỹ lưỡng để mà chúng ta tu nó không trật được, chứ không khéo rồi nó sẽ trật được. Mà cố gắng mà ức chế tâm để cho nó không có niệm khởi thì nó lòi ra hôn trầm thì niệm, nó cũng bị. Cho nên cái đó là một cái sai. Thì vậy hôm nay thầy xin nhắc lại trong cái vấn đề mà tu tập, trong vấn đề tu tập bữa nay là cái ngày mà chúng ta phân lớp dần lớp chánh tư duy. Vì sau 15 cái bài học của chúng ta nó tạm đủ để chúng ta xả tâm, chúng ta không cần thêm. Thay vì chúng ta phải cần học thêm, nhưng mà vì cái thời gian của cái lớp học của chúng ta không có, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng đứng ở trên cái đầu sóng, nếu không khéo mà sóng gió nó chụp thì cái lớp học của chúng ta bị tan vỡ và không còn tiếp tục học được nữa. Cho nên vì vậy mà chúng ta cố gắng khắc phục vì cho nó được bình an để chúng ta tu sớm chuyện nào tốt chuyện này. Cho nên trên tới cái lớp chánh tư duy chúng ta cũng không ra rất rõ là hai lớp nữa. Để chúng ta chọn lấy những người nào mà có căn cơ cao, ta nhiếp phục được.